Buổi tối ngày hôm nay thì anh em tôi lại quay lại cái ngôi nhà chung. Hôm nay thì có một món khá đặc biệt đấy anh ạ. Có gì đấy chú? Có món cò. Anh đã ăn bao giờ chưa? Chưa. Cò nướng ấy nhỉ? Vâng. Cò nướng. Cò chưa ăn bao giờ mà cò nướng thì lại càng chưa ăn bao giờ cả. Anh Biên anh ấy đang chẻ cây để nhóm lửa. Cái này gọi là chẻ nòm, chẻ đóm chú ạ. Đúng theo kiểu ngày xưa ở quê đấy đúng không anh? Do cái thời tiết nó mưa nhiều quá mọi người ạ, nên là ngôi nhà chung thì có thể là sẽ bị lùi dự kiến của ngày khánh thành lại. Em Viên nhỉ? Lùi đi chú ạ. Tháng mưa một ngày, trong rừng nó mưa một ngày là 3 ngày, sao nó mới khô được vậy? Vì đây là chỉ trong rừng mà cái đất mà khi mưa xuống thì nó rất là khó để mà làm đất, đất đồi nên là rất khó. Đây là cái món ăn của hai anh em buổi tối ngày hôm nay. Đây, hai con cò này. Nhìn rất là buồn cười luôn. Thì tí nữa thì anh Biên anh sẽ kẹp que thì mang lên bếp củi vừa xong đã nướng rồi. Bây giờ sẽ rửa đi xong là ướp gia vị. Ướp gia vị vào con cò này. Thì hôm nay thì vẫn sử dụng cái gia vị là cái sa tế. Thì ướp vào xong đó là mang đi nướng. Bây giờ bắt đầu ướp cái con... con này gọi là con thiên nga. Thiên nga. Nói đùa thôi mà, con cò. Là anh Biên anh ấy đổ sa tế vào để ướp. Nhìn màu đẹp luôn nhỉ. Bây giờ là chỉ có chờ đợi, anh em chờ đợi chín để thưởng thức món này. Món này hôm nay là lần đầu tiên anh Biên được ăn à? Lần đầu tiên anh Biên được ăn và tôi cũng là lần đầu tiên tôi được ăn. Hôm nay anh em coi như là thử nghiệm luôn. Thêm 2 củ khoai tí nha, mình ăn thêm tinh bột. Ồ. Ai một củ khoai của anh buồn cười đấy. Một củ màu... cái khoai... màu đỏ, một củ màu vàng. Khoai mật của cái này là khoai lang mật này, khoai lang tím này. Anh cho em mượn à? Có hai củ khoai màu sắc trái ngược nhau hoàn toàn. Nó đều là khoai lang nhưng mà một củ màu đỏ. Ui, rơi rồi. Rơi củ đây rồi. Đây đưa cho anh nướng luôn. Anh em này có cả khoai.
Nướng khoai đúng theo thời còn nhỏ đấy đúng không anh? Ừ. Biết rồi. Ngày bé thì có ai đã từng đi ăn trộm khoai xong rồi về nướng kiểu này chưa? Thì tuổi thơ của tôi thì trước là cũng đã từng bị đòn ở việc mà đi ăn trộm khoai xong về nướng. Đây, cái thịt cò nướng thì đã chín rồi. Anh Biên thì anh ấy đi ra tít đầu đằng kia để chặt một tàu lá chuối về. Thì anh em chúng tôi chuẩn bị vào mâm để ăn. Bây giờ đi kiểm tra cái củ khoai, xem là cái củ khoai lang đã chín chưa. Đây, củ khoai vui đây. Ôi, chín rồi. Chín rồi. Khoai đã chín rồi. Bắt đầu khui món cò nướng. Thú thật là anh em cũng chưa được ăn món này bao giờ, chưa làm món này bao giờ. Vừa rồi thì cái lạt nó bị cháy nên là anh em phải kiếm một đoạn dây thép nhỏ về để quấn vào thay cho cái lạt. Thơm anh. Thơm lắm. Anh giơ đây cho mọi người xem này. Đây là con cò nướng nhỉ. Nướng nó teo vào nhỉ anh nhỉ. Teo. Không biết là ăn nó như nào. Mỗi anh em một con. Thơm nhỉ. Thơm lắm. Bình thường là chim cò tanh mà này thơm, ăn ngon đấy. Ăn thử đi. Xin mời tất cả mọi người thưởng thức cò nướng với anh em chúng tôi nhá. Đây còn còn nguyên mỏ này, nướng nguyên con luôn. Anh cùng ly cái nha. Dạ. Yeah. Ăn thử nhá. Được lắm. Ừ, thơm nhỉ. Đây cái đùi nó đây. Đấy, nó là ngon không? Thế bảo khó xào mang ngon mà. Hôm nào anh em mình làm xào măng nhé. Cái vị nó ăn rất, thịt nó rất là dai luôn. Cực ngon luôn đấy. Thịt nó chắc này. Dai. Dai chắc luôn. Ngon anh. Ngon nhỉ. Ôi nhìn anh Viên anh ăn ngon nhỉ. Quá ngon luôn. Ngọt lắm. Ngọt, thịt ngọt đấy. Đây, xin lỗi tất cả mọi người nhé. Hiện tại thì chỉ còn lại xương thôi. Anh em chúng tôi ăn hết thịt của hai con gọi là con thiên nga. Nói đùa như hai con cò thôi. Thì hôm nay món ăn chỉ có đơn giản như này. Hay. Khoai đã chín rồi. Khoai chín chưa anh? Chín rồi. Chín rồi, chín rồi. Nhìn ngon quá, nóng quá. Vàng chưa? Mặt chưa? Vàng chế nhỉ? À. Ngon thế. Củ kia có vàng không? Ê, củ đấy cũng vàng này. Nóng quá. Tôi xin phép tất cả mọi người vào ăn thôi. Nhìn hấp dẫn quá.
Ui, thơm lắm mọi người ơi. Nhìn này, vàng chưa? Ui, mềm nhỉ anh nhỉ? Bảo mà chín nó bảo. Mềm thật đấy. Đây, cho mọi người xem này, bóc ra nó mềm này mà. Ngọt quá. Ngọt nhỉ. Cuộc sống của anh em chúng tôi thì chỉ đơn giản như này thôi mọi người ạ. Ăn xong thịt có tí tinh bột. Buổi tối nướng thịt cò ăn xong giờ có củ khoai ăn là ấm bụng rồi. Tối nay đi ngủ là ngon rồi. Thơm quá. Nóng quá. Ngon nhỉ anh nhỉ. Đây, hai củ khoai màu khác nhau. Một củ màu đậm hơn, củ này thì màu nhạt hơn nhưng mà cũng rất là bở luôn. Tay chân lem luốc lem xì xì rồi mọi người ạ. Hôm nay thì món thịt cò này và cái khoai lang. Đây anh Biên vẫn đang ăn cơm này, ngon nhỉ anh nhỉ. Quá ngon luôn. Hôm nay thì anh em chúng tôi làm món thịt cò nướng và ăn với cả khoai. Thì video của anh em chúng tôi xin phép được dừng tại đây. Thì mọi người xem video thấy hay thì nhớ ấn like và đăng ký kênh ủng hộ anh em tôi nhé. Xin chào tất cả mọi người.